Chào mừng mọi người đã đến với Luật sư X. Ngày hôm qua trong tập 10 Shark Tank mùa 5 thì đã xuất hiện một dự án khởi nghiệp hết sức ấn tượng của một cô gái người Mường, thương hiệu Trường Food với món ăn đặc sản tỉnh Phú Thọ, đó chính là món thịt chua. Vậy thì đối với các sản phẩm đặc sản như là thịt chua Phú Thọ thì có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hay không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu lời giải đáp trong video ngày hôm nay nhé. Một trong những yếu tố gây băn khoăn thắc mắc cho các shark khi quyết định đầu tư đó chính là việc sản phẩm thịt chua Phú Thọ thì rất dễ bị làm giả, làm nhái và khó đăng ký bảo hộ. Nhưng mà có thực sự là như vậy hay không? Như chúng ta đã biết, các sản phẩm như là kẹo cu đơ Hà Tĩnh, cam bùi Hương Sơn hay là nước mắm Kỳ Ninh thì đều là những sản phẩm đặc sản mà chúng ta nên thử một lần khi mà có dịp ghé thăm Hà Tĩnh. Và các món đặc sản như tôi vừa nêu tên ra thì đều đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu từ năm 2020. Vì vậy, đối với món đặc sản thịt chua Phú Thọ hoàn toàn có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì như là một tấm kim bài cho các sản phẩm đặc sản của Việt Nam nói chung. Bởi vì đối với các sản phẩm đặc sản của Việt Nam thì thường làm được một cách thủ công, và đã làm thủ công thì rất dễ bị làm giả làm nhái. Chính vì vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện nay thì đối với sản phẩm thịt chua Phú Thọ hay là nem chua thì đã có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bằng một trong ba phương thức sau đây. Thứ nhất, đó chính là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Thứ hai là đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Và thứ ba cuối cùng đó chính là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận theo như cách mà kẹo cu đơ Hà Tĩnh đã làm. Vậy thì sự khác biệt của ba tấm kim bài này nằm ở đâu? Có hai sự khác biệt chính mà chúng ta cần phải lưu ý của ba loại hình nhãn hiệu này. Thứ nhất, đó chính là về chủ sở hữu. Nếu như đối với nhãn hiệu tập thể thì đơn vị được đăng ký ở đây đó chính là các tổ chức được thành lập một cách hợp pháp và có tư cách pháp nhân, thường thì sẽ là các hợp tác xã. Còn đối với chỉ dẫn địa lý thì chủ sở hữu ở đây sẽ là nhà nước, tức là không có một cá nhân hay là tổ chức riêng biệt nào có quyền sở hữu. Còn đối với nhãn hiệu chứng nhận thì đơn vị được phép đăng ký ở đây đó chính là các cơ quan có chức năng kiểm tra, giám sát các về chất lượng cũng như là tiêu chuẩn của các loại hàng hóa dịch vụ này. Thứ hai là về các chủ thể mà được phép sử dụng các loại nhãn hiệu đã đăng ký này được quy định như sau. Về chủ thể sử dụng thì đối với chỉ dẫn địa lý thì chỉ có những cá nhân tổ chức kinh doanh sản phẩm dịch vụ mà đã được đăng ký ở địa phương đó thì mới có thể sử dụng. Còn đối với nhãn hiệu chứng nhận thì dù có được sản xuất kinh doanh ở địa phương khác nhưng chỉ cần đạt được các tiêu chuẩn đã đặt ra đối với nhãn hiệu đã được chứng nhận và được chủ sở hữu cho phép gắn nhãn mác là được. Còn đối với nhãn hiệu tập thể thì các thành viên trong tập thể đăng ký nhãn hiệu thì có quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Hiện nay theo như luật sư X có tra cứu thì đối với sản phẩm thịt chua Phú Thọ vẫn chưa được đăng ký bảo hộ. Việc đăng ký bảo hộ sẽ mang lại một hiệu quả toàn diện trên nhiều mặt, ví dụ như là nhận diện thương hiệu đối với các cá nhân hay khách hàng. Chính vì vậy, trong tương lai không xa, hy vọng rằng đối với sản phẩm thịt chua Phú Thọ thì có thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đón xem video này. Nếu như các bạn thấy hay và ý nghĩa thì để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.